Hello, kính thưa cô chú và anh chị và các bạn. Hôm nay Steven có cơ hội lên đây quay một căn nhà đặc biệt này, là căn nhà này ở Wesley Chapel luôn, ở zip code là 33545. Thì cái nhà này thì có một chị ở Cali tên là Thúy nhờ Steven giới thiệu cho một người broker để mua căn nhà này remotely. Mà chị Thúy này giao hết trách nhiệm cho một người em tên là Wan. Wan thì chuyên môn về real estate. Thì có Wan có thể làm thuế, Wan có thể làm loan cho tất cả mọi người. Thì everything including one package. Thì một tí nữa Steven chỉ giới thiệu Wan cho mọi người biết. Rồi số điện thoại cũng như email để mọi người có thể liên lạc qua Wan để mua nhà ở Tampa, Florida. Xin mời cô chú anh chị xem một căn nhà này là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, trên 2.000 square feet. Thì để vô xem căn nhà phía trong như sau thì Steven sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Thì mọi người hãy theo chân mình nha. Ở đây là một căn phía ngoài của căn nhà đó. Để vòng quanh mấy vợ luôn. Tất cả căn nhà xung quanh đây, cái khu này rất là yên tĩnh mà nhà tương đối cũng nhìn thấy đẹp lắm. Hôm nay trời cũng rất là đẹp nên Steven ghé qua đây quay cho mọi người xem luôn. Cái này là khung cảnh phía ngoài của căn nhà đó. Steven cũng gửi lời chúc mừng cho Thúy ở Cali nha. Mình đã có nhà rồi mà vẫn thích đi xem nhà tiếp tục. Nhà này nhìn ở ngoài rất là đẹp. Cái màu nó giống như cái màu ô liu vậy cô chú và anh chị. Ok, đó là phía ngoài của căn nhà thôi. Một tí nữa Steven sẽ vô trong quay tận ngõ hẹp của cái căn nhà để mọi người có thể xem phía trong như thế nào nha. Cô chú anh chị, lần trước mình có nói làm nhiều phim rồi, mình giới thiệu có một em làm broker để giúp mọi người ở Tampa, Florida tìm nhà. Thì hôm nay em ấy tên là Wan. Thì cô chú anh chị có cần mua nhà hoặc giúp đỡ để mua nhà ở Tampa thì có cô chú và anh chị có thể liên lạc với Wan. Đây là Wan. Dạ, xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Dạ, em tên là Wan Inos. Hiện giờ cái là thổ địa của Tampa Bay, Florida. Thì em làm đa số là ở Wesley Chapel, Carrollwood, West Chase, Ruskin, rồi Brandon, Riverview. Nhà mới, nhà cũ, nhà nào em cũng làm hết trơn. Rồi bên cạnh đó nữa đó là em cũng làm bên mortgage loan á. Em là loan officer luôn, cho nên là nếu như mọi người mà còn phân vân và không biết là mình có qualify cho cái loan để mà mình có thể mua cái ngôi nhà mơ ước ở Florida Home thì xin nhắn tin em, gọi em. Số điện thoại của em là 813-919-9958. Again, cái số điện thoại của em là 813-919-9958. Em rất là mê và yêu thương Florida, đặc biệt là cái khu vực Tampa Bay. Thì hồi đó thì đẻ ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, nhưng mà qua bên Hawaii, đi học ở bên Hawaii rồi lập nghiệp ở bên Hawaii. Nhưng mà khi mà được cái conference qua bên tới Tampa rồi thì thôi, đây là cái quê hương thứ hai rồi, không có đi đâu nữa hết trơn á. Mê dữ lắm. Cho nên là mọi người mà hỏi em có nên mua nhà ở Florida không, đặc biệt là Tampa Bay, thì em nói là bản thân em ở Paradise, ở cái coi như là nơi mà đẹp nhất thế giới là Hawaii á, mà em vẫn còn mê ở đây, thì em nghĩ là cái câu trả lời của em là nên mua liền và nên mua ngay. Dạ, bây giờ á là anh Steve là anh trai của em, thì anh trai cùng cha cùng mẹ cùng ngoại và khác ông nội. Dạ, vẫn chơi thôi. Là anh Steve với em là anh em kết nghĩa, nên anh Steve rất là thương em, rất là giúp đỡ em trong cái thời gian vừa rồi, là khi mọi người cần cái nhu cầu gì về bên nhà cửa thì anh Steve có cho cái số điện thoại của em để mọi người có thể liên hệ em và em có thể có cái cơ hội được phục vụ cộng đồng mình. Thì đối với em á, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng em hôm nay, thông thường á ông chồng em cũng đi theo để mà làm bên nhà cửa nữa, nhưng mà hôm nay ở nhà giữ hai đứa nhỏ nên em đi một mình. Thì cái nhà này á là tụi em mới win cái bidding war. Cái nhà nó mới list lên 3 tiếng thôi, là gia đình của anh Minh với chị Thủy và chị Trinh gọi em liền, nói là anh chị muốn căn nhà này. Thì em
gọi cho cái listing agent, họ nói là không được, cái nhà này list hồi thứ năm, cho nên là họ muốn create cái bidding war, cho nên họ nói là thứ hai là bữa nay nè mới là chốt giá nhà, chứ họ không có chịu mà giống như là chốt liền, mặc dù là mình offer way higher than the asking price họ vẫn không chịu, ý mà cash offer luôn á. Thị trường nó đang hơi bị hot bây giờ nên là phải lúc nào cũng phải gọi là active, lúc nào cũng phải proactive, gọi cho listing agent constantly follow up, giống như cái dạng gì gọi là harass luôn á, nhưng mà nice way. Hello chị đẹp, how are you? Đó, rồi bây giờ là khi mà vừa mới list 3 tiếng xong là bắt đầu tụi em để cái offer vô sign unseen luôn, không có thấy gì bên trong hết trơn á, tại vì mình chưa biết là mình có thắng được hay là không. Thì vừa mới gọi cho listing agent là họ nói là họ không muốn nhận offer ngay tại thời điểm này, đợi tới thứ hai đi mới công bố. Thì mình quay ngược lại, mình đưa những cái thơm, những cái gì nó rất là attractive, thì listing agent đồng ý, nói ok, vậy là chốt sổ, là tụi em under contract liền, thì đóng cửa nhà luôn, không có cho open house, không cho ai vô, không ai xâm nhập được nữa hết trơn. Bây giờ nhà này là của mình, thì hy vọng là nó pass inspection thì mình có thể lấy nhà trong vòng 2 tuần. Bây giờ mời cả nhà vô tham quan và có gì thì cứ gọi em nha, 813-919-9958. Cảm ơn cả nhà. Ok, trước khi mình vô trong, em có thể biết cho bà và con trước khi mua nhà họ phải chuẩn bị cái gì vậy, để trước khi mình vô mình biết cái nhà không? Dạ được. Thông thường á là cái bước đầu tiên á, khi mà mình muốn mua nhà đó thì mình phải coi em ưa hỏi câu hỏi đầu tiên là bây giờ mình sẽ là financing hay là mình cash. Nếu như mà là cash á thì có nghĩa là mình mua tiền mặt, thì mình nên là có cái bank statement, là tiền mình đã có sẵn trong cái bank statement rồi. Thì khi mình make offer, mình chỉ cần đưa cái bank statement screenshot thôi, mình không có cần phải để cái account number. Thông thường mọi người gửi em cái bank statement đó, thì em ưa wipe out cái account number để mà em trình bày với listing là look, em có cái số tiền đó, cho nên là mình nói có mắt thì sách có chứng, cho nên listing nó sẽ rất là thích, nó nói là ok, cái buyer của cô nó legit, cho nên là tôi sẽ consider cái offer của cô. Còn nếu như mà về bên mà financing á, thì là mình có gọi là cái list của lender document mà mình cần, thì thông thường em ưa gửi sau khi em initial conversation, em nói chuyện với mọi người á, là em sẽ gửi những cái list mà em cần từ phía lender. Thì cái bên cái lender của em á, cái chấm lời của nó hiện giờ tương đối là rất là thấp, average là cỡ khoảng là 2.75 cho tới 2.875. Còn nếu như mà mình đi 15 năm á, thì là dưới 2.5. Còn cái này là em đang nói là cái fix á, là không có thay đổi theo 30 năm á nha. Và bên cạnh đó, nếu như mình muốn trả up sớm hơn thì nó cũng không có cái prepayment penalty, là mình không có cần phải trả cái tiền phạt hay này nọ. Cho nên là cái lender này nó super good. Mà quan trọng á, là cái lender nó appraise rất là thấp. Cho nên là khi mà appraise cái nhà thấp rồi đó, em quay ngược lại, em dùng cái công cụ đó, em dùng cái report đó để em ép giá người ta nữa, ép giá lần thứ ba. Em rất là thích ép giá, tại vì buyer của em phải là number one của em, khách hàng là thượng đế của em, cho nên là đầu tiên là em trả giá thấp, và thứ hai là bắt đầu khi mà inspect rồi sân vô á, có cái gì sai á là bắt đầu em sẽ ép lần thứ hai, ép giá, lấy giá xuống. Xong rồi lần thứ ba appraisal vô mà thấy nó cao so với cái giá mình agree, lúc đó là ép xuống lần thứ ba. Cho nên là bởi vậy lúc nào client của em, khách của em cũng rất là mê làm việc với em, mặc dù là coi như là em nói nhiều một tí, nhưng mà có điều là nếu mà ai mà chịu nghe nói nhiều một tí là được, coi như là pocket gần cả 50-60 ngàn là chuyện bình thường. Có nghĩa là cái method của em là thử mình cho cái offer người ta accept rồi mình mới vô mình đè bẹp người cái lại. Dạ đúng rồi, chính xác, cái đó là cái method của em, coi như là cho nó vô trồng, thấy nó thấy mình cái offer mình quá attractive, nó ham quá, rồi lúc đó vô rồi nó mới biết là không phải dạng vừa đâu. Dạ bây giờ xin mời mọi người lắng nghe anh Steve, rồi bắt đầu mình vô tham quan nhà và thấy được cái nhà nó có cái design như thế nào, cái layout như thế nào. Thông thường những nhà Florida là như anh Steve cũng có giới thiệu nhiều cái new build á, thì là nó rất là nice. Nhà này thì là build năm 2014. Thông thường nhà mà bây giờ hiện giờ ngay tại thời điểm này, cái nhà này vẫn còn under warranty, cho nên bất cứ cái gì mà hư hao với cái nhà này, đặc biệt là structure, roof rồi này nọ, thì là nó sẽ quay ngược lại, tụi builder nó sẽ sửa miễn phí cho mình không có cần phải lo lắng gì hết trơn. Dạ bây giờ mọi người theo chân anh Steve nha. Ok, hôm nay là quanh cho một chút thông tin để cho cô chú anh chị và các bạn nếu cần mua nhà ở Tampa Florida thì mình chuẩn bị những gì. Thì một tí nữa Steve mình sẽ để những thông tin của em quanh ở phía dưới, thì cô chú anh chị có thể gọi thẳng cho quanh, và trước khi gọi mình nên
text trước, tại vì cái số là lạ, đôi khi anh cũng hơi ngại bắt không, tại vì marketing nhiều quá, lâu lâu mình cũng chơi tránh. Nếu text trước thì có thể mình nhìn thấy cái số mình gọi lại. Thì một tí nữa mà Steven sẽ để cái số ở trong, thì for the do, Steven với anh sẽ dẫn cô chú anh chị vào nhà xem phía trong. Ok, just follow us. Không đó, that's it. Wow. Đây. Mới vừa vô. Đây là cái phôi của căn nhà kia mình mới vừa vô trong cửa. Dạ. Đó. Thì phía bên tay phải mình nó có một cái phòng giống như phòng khách vậy, mà có thể nói là phòng khách đi, tại nó ngoài cửa vô không, nó cũng gọn ghẽ, rất là đẹp đẽ. Với cái là nó có lót bằng gỗ. Làm bên này đẹp lắm. Thì từ cái phòng này có thể mình nhìn thẳng bên kia là có thể mình thấy nhà bếp phía bên góc đó với cái phòng khách của nó luôn, đó là cái family room. Chỗ này là cái guest, giống là cái nó là guest room đi không? Dạ. Cái phòng này người Việt Nam mình thì thích làm cái phòng thờ. Phòng thờ. Dạ. Đây là ánh sáng vô nhiều lắm. Đó. Trong phòng này nó có 2-4 cửa, cái cửa đôi với cái cửa bên đây rất là lớn. Nên nhìn thấy ánh sáng rất là nhiều. Nhà này là cái người chủ nhà hiện giờ người ta là artist, người ta làm luôn design á. Design hả? Nên là mình sẽ thấy được những cái chi tiết của design đây rất là xuất sắc luôn. Việt Nam mình là ánh sáng vô tới đâu là tiền vô tới đó. Thấy cái ly nha, chúc mừng nha. Thật sự Steven vô nhà này cũng vẫn thích luôn á nha. Nếu thấy ông mua mình lấy trước á, đó trước á. Dạ, chúc mừng chị. Thúy. Chị Thúy với anh Trinh. Trinh. Ồ, phải chị Trinh với anh Minh. Ok. Dạ. Ok, mình vô trong phòng kế. Đây là đi thẳng vô luôn á, thì nó có một cái family room với cái nhà bếp. Thì cái nhà bếp này nó làm granite countertop. Cũng tương đối rộng á. Cho theo nguyên cái quần binh của nhà bếp nè, để mình quay nhà bếp lại cho. Dạ. Đó. Còn ở chỗ này là cái family room. Thì family room nó có cái slide door rất là rộng, đi thẳng ra luôn á. Thì nó có cái lanai ngoài này với cái bát gió. Đó. Cái lanai giống như ngồi mình ngồi chơi barbecue rồi đó. Ở phía sau là cái bát gió. Nó có phía bên kia là của nhà người ta nha. Mà chủ nhà mình chỉ hình như là chỉ tới cái hàng rào đó thôi. Dạ, tới hàng rào màu trắng. Đó, màu rào màu trắng á. Thì phía bên cánh trái này nó có một cái phòng ngủ. Cái này giống là cái master bedroom nè. Là cái master bedroom nó có một cái master bed. Rồi bên này nó có cái sink, hai cái sink cho nam và nữ. Cái stand shower. Bên góc này là toilet và đi thẳng như luôn là cái closet cho chung nếu hai vợ chồng ở đây tại đây. Bên này nó có cái bathtub mà chơi sang cái nữa là ở trên này nó có cái chandelier rất là đẹp nha mọi người. Cái bathtub mà có chandelier còn hơi sang đó. Đây là một góc độ khác của cái phòng master. Cái người chủ nhà này là designer nha, hình như là nên cái nhà này vô nó hơi thấy hơi khác lạ hơn nhà những nhà khác, tại vì cái người designer đương nhiên không có cái mắt thẩm mỹ của họ. Là như cái anh chủ nhà này cũng là nhạc sĩ luôn không sao, anh thấy có dụng cụ nhạc sĩ rất là nhiều. Ở trong phòng ngủ thì chơi vợ này hơi sang, nguyên cái dàn máy em thuê âm thanh rồi chơi luôn cái tivi. Rồi bên góc này cũng có một cây guitar, ảnh giống như là country rocker. Đó. Thì ở ngoài đi vô ngoài cái phòng mới thì á, thì đi thẳng bên đây nó cũng có hình như là hai phòng góc này thì phải. Đúng rồi. Bên này thì có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ thứ hai. Đó. Đây là cái phòng ngủ thứ hai nha mọi người. Bên đây cũng có cái closet luôn. Cái closet ngay góc kia. Rồi qua bên này
góc bên đây thì họ có một cái bathroom với cái phòng ngủ nữa. Và cái bathroom bên đây nó có hai cái phòng ngủ này, cái bathroom này nó share với nhau. Bên đây cũng có phòng ngủ, mà phòng ngủ hiện tại cái phòng này là để tránh, chưa ai ở cho nên nó có để một cái router cho cái internet bên kia thôi. Thì nhà này phòng này cũng chưa ai nữa, như là không có ai ở trong phòng này cả. Thì cái nhà này phần đông nó không làm cái ceiling flat, mà nó làm giống như cái teacher ceiling, nên nhìn thấy cũng tương đối cao lắm, cao ráo thoáng. Giờ đây cũng có cái closet, mà như anh này là nhạc sĩ thì quá, anh mở cái phòng nào ra cũng thấy toàn là dụng cụ nhạc không à. Tất cả dưới nền này, chỗ này là gạch nha cô chú và anh chị. Phòng ngủ thì làm bằng gỗ. Thì ở ngoài cái phòng ăn này nó có một cái laundry room. Cái laundry room mình theo mình kế bên cái phòng ăn. Tuy nhiên cũng có máy giặt, máy sấy ở đây. Là tổng quan của nhà bếp nha cô chú và anh chị. Cái tủ trên này là nó làm giống cái gỗ mà hai gỗ cherry, ở dưới này là granite countertops. Thì bên kia nó có cái tủ lạnh, bếp và microwave. Ở chỗ này đúng có cái bàn ăn nhỏ nhỏ ở đây, và hiện tại thì chỗ này không có bàn. Đúng ra chỗ này nó có cái bàn luôn. Thì bên kia nó có cái ghế ngồi mà người chủ này như không có để bàn ở đây, họ để cái ghế để ngồi chơi thôi. Góc này ngang cái nhà bếp cũng có một cái phòng ngủ nữa, mà hiện tại cái anh này anh không có làm phòng ngủ mà anh làm cái office. Thì cũng như Steven mới vừa nói, hình như cái chủ nhà này ảnh là chuyên môn, một là dân làm online, hay là làm internet về music. Hình như là chỗ nào cũng có dụng cụ về nhạc cụ hết trơn không. Cô chú anh chị, phía sau này là cái lều nai, chỗ ngồi chơi phía sau nha. Phía sau ngoài cái hàng nhà này chỉ tới cái hàng rào chỗ này thôi. Hàng rào thôi, ngoài kia là cái sân trống ngoài kia mà họ không có tính cho đó. Nhà chỉ tới chỗ cái hàng rào màu trắng thôi. Phía sau này cũng có một cái bát gió tương đối rộng, có thể trồng cây rau rồi cũng được ăn. Như Steven mới vừa nó hỏi là cái nhà này là hơn 2100 square feet, mà bốn phòng ngủ 2 phòng tắm. Mà hiện tại thì cái anh nhà chủ nhà này á, anh dùng cho 3 phòng ngủ, còn phòng thứ 3 để anh làm cái office, cái văn phòng. Thì cái văn phòng được, có thể sau này ai ở đây thì có thể dùng cái văn phòng đó làm phòng ngủ luôn được luôn. Và nếu mình không thích mình làm cái office tại phần đông ở Florida mình làm việc ở nhà. Steven cũng xin gửi lời chúc mừng đến ai đã mới vừa nhà quanh mua căn nhà này nha. Căn nhà này rất là đẹp. Và Steven cũng chúc mừng Thúy ở Cali đã thắng được cái nghe là được chủ nhà người ta accept cái offer căn nhà này. Vất vả. Vất vả, hơi vất vả tí, cũng hồi hộp tí, và chúc mừng.
Dạ. Thì căn nhà vô thấy đẹp quá. Dạ, anh đó. Steve anh vô anh lần đầu tiên anh bước vô anh nói nhà này chị Thúy mà chị không mua là nói anh nha, anh chỉ vô đó. Em gọi cho chị Thúy liền. Yeah. Ok, giờ mình đi ra ngoài mình quay ở phía ngoài sơ sơ lại cho cô chú anh chị xem nha. Ok mọi người, video của Steven đến đây là hết và xin cảm ơn mọi người đã xem video đến cận tận phút cuối nha. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất. Bye bye.